với cái khẩu súng drone các bên căn này. Thì mình đã hứa hẹn là sẽ làm cái video về khẩu súng này để đi săn zoom khá lâu, nhưng đến hôm nay thì mới làm được cho anh em đây. Thì ok, chúng ta sẽ cùng nào, cùng đi săn zoom với cái khẩu súng rất là hầm hố này. Vâng, thì nói chung là ngoại hình của nó thì các bạn cũng không mấy là xa lạ nữa rồi. Thì những cái video gần đây ấy, thì mình có một lời hứa với anh em là mình sẽ cố gắng trong mỗi video ít nhất là sẽ phải cận chiến được một phát cho anh em. Thì ok, mình sẽ thực hiện những cái lời hứa đó bằng cái con cận chiến Dragon Slayer. Và sẽ cố gắng là cận chiến thật là nhiều luôn, chứ phải là một cận chiến đâu anh em ạ. Ngu người. Vâng, như vậy là lại bị thanh niên RBK Dragon KS mất mạng rồi. Holy shit. Động vợ. Lạc chuối. Rồi, Tommy đâu rồi? Không thấy đâu anh em ơi. Đi đâu mất tiêu rồi. Oh shit. À đây 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 rồi, đây rồi. Nhìn thấy cái tên chúa quỷ là Sao. Chuẩn. Đâu rồi anh em? Đây rồi. Ui. Giết. Ui rồi. Vâng, như vậy là lại bị cái rồi. Đây rồi. Đúng rồi. Giết nó. Cận chiến luôn. Một chém. Vâng, tuyệt vời. Vâng, trở lại với mình thì chúng ta sẽ đến với một phòng săn zombie khác. Bởi vì cái phòng kia sau cái tình huống cận chiến thì các thanh niên ao hết rồi. Vâng, chán quá. Thế mình sẽ cắt video và tiếp tục săn zombie cho anh em. Nào. Ui trời ơi. Coi như vậy là một thanh niên bị lây nhiễm rồi. Giết thanh niên này trước. Rồi. Tuyệt vời. Tình huống hết suất luôn anh em ơi. Đó, khẩu súng Dragon các linh đan này săn zombie rất là thích luôn. Đạn nhiều. Chính xác cao. Ui trời ơi. Vâng. Những cái viên đầu của những cái viên đầu của cái súng Galinga này nó rất chuẩn và mạnh anh em ạ. Mình có cảm giác như vậy. Ui dồi, nhảy làm cái gì. Vâng. Mọi sự nỗ lực nhảy nhót đều là vô ích với cái khẩu súng đầu của Galinga này anh em ạ. Leo trèo này. Vâng, tuyệt vời. Như vậy là thanh niên củ nọ đã KS cái con zombie của mình. Đậu phộng quá. Các thanh niên bắn nhanh thế nhỉ. Tiếp tục đi anh em ơi. Ô, bắn đã, thay lặn sau. Ui dồi. Bây giờ zombie con này chết quá nhanh rồi anh em ạ. Chết, người ta gọi là chết không kịp ngáp luôn. Bỏ xuống ăn cái băng đạn đấy. Để anh đây bắn cho sướng anh em. Đứng trên đấy hoài bắn chán lắm. Ở đâu nhỉ? Ở đâu nhỉ? Mình nghe tiếng cào. Không thấy đâu anh em ạ. Sao lại bí hiểm như thế này? Zombie đi đâu hết rồi? Úi giời ơi. Nào, cút ra. Vâng, đừng có cào anh làm cái gì cả. Ủa, nguy hiểm quá. Ủa, tôi xong rồi. Ngu người. Cháu đây anh em ơi. Này, thay quả đạn nữa là an toàn đó. Ủa, shit, không ai phát hiện ra mình. Hay quá. Rồi, có thanh niên còn đáp cả flash nữa. Holy shit. Đây rồi. Đây rồi. Ngon, tuyệt vời. Nào xem thanh niên nào. Nghệ thuật lén lút ở đây anh em ạ. Đừng thấy thanh niên kia kìa. Dễ mình sẽ được làm hero lắm. Nó bắn này kiểu gì đó. Nó ui. Anh nhìn cái gớm này. Ui. Rồi, mình biết ngay mà. Nào, ra đây. Ôi tôi xong rồi ngu người. Rồi tham đắp quả bom làm cái gì? Đi đâu đây? Vào đây. Vào đây anh em. Vào cào đi. Đúng rồi. Cào. Ui giời. Vâng, tuyệt vời. Tìm được hero luôn. Hero đi đâu đây? Tuyệt vời. Như vậy là vẫn giết được một hero anh em ạ. Quá ngon. Đấy, mình sẽ cố gắng quên mất nhiệm vụ là phải cận chiến chứ nhỉ. Nói chung là cầm khẩu súng này đi săn zombie, nhưng mà không thể quên được cái nhiệm vụ đó là phải cận chiến anh ạ. Nhiệm vụ chúng ta là phải cận chiến. Rồi, không biết là zombie ở đâu luôn anh em ơi. Tôi có lẽ phải đi săn luôn. Đâu ta? Ở lòng à?
Long đúng không nhỉ? Mình sẽ đi ra đây xem nào. Không có luôn. Úi giời. Ơ, zombie Long. À đây đây rồi, đây rồi. Đúng như mình dự toán là zombie ở trong lồng. Ui, ăn được cả băng nạn luôn này. Rồi, tuyệt rồi. Ô, đây đây rồi. Úi giời, ngon. Rồi, vào đi, vào lồng. Vào lồng. Ôi trời, xong rồi, một thanh niên dính lây nhiễm rồi. Đi ra làm gì? Đi ra này. Giết luôn. Vâng, tuyệt vời. Hai thanh niên chui đầu vào rọ. Rồi, anh em thủ dâm ở trên khu vực hành lang rất là nhiều. Úi giời, úi giời. Úi giời ơi. Tạm biệt chim em bay. Cả một lũ bị lây nhiễm rồi anh em ạ. Này làm sao mà sống nổi đây. Và mình thủ chắc trên đây. À, lôi nhoi đi lên này. Lôi nhoi đi lên này. Tuyệt vời anh em ơi. Nào. Úi giời. Xong. Đậu phó. Rồi lại biến thành zombie rồi. Đợt này mình chơi mình ít khi được biến thành hero thế nhỉ. Chắc là cái lối chơi hổ báo quá đây mà. Toàn chân chân thôi anh em ạ. Rồi nhảy lên, cào nó đi. Không phải xoắn anh em ạ. Cào. Ủa, cào thế. Xuống nhặt cái bình sinh học đã. Xong rồi lên cào tiếp. Mình bị thanh niên hero chém mất cả giáp. Ủa, chạy đâu ạ? Thanh niên này đang săn chú quỷ. Cao. Ô, chật. Một cao. Vâng, tuyệt vời. Như vậy là thanh niên đã ngỏm củ tỏi rồi. Và chúng ta sẽ cùng đến với hiệp đấu thứ 3 của trận đấu này. Cũng là hiệp đấu thứ 4 của video clip này. Ủa, nhảy tí lắm mít này anh em. Đấy thì nói chung là khẩu súng này săn rôm rất là thích. Mỗi tội là nó thay đạn hơi lâu rồi. Chứ nói về độ bá đạo của nó thì nó chỉ mỗi... cái gì đây? Giết nó anh em ạ. Đi đâu. Ơ, dream này. Thanh niên bất lực ạ. Bất lực là phải chém dạo. Tuyệt vời. Như vậy là hình như là mình đập 3 trận chiến rồi hay sao ạ. Tính cả cái trận chiến ở cái trận đầu tiên kia nữa. Là 3 trận chiến rồi. Hay quá. Bài 2 nhỉ. À hình như 2 anh em ạ. Chắc là 2 trận chiến. Cố gắng là làm thêm cái cận chiến nữa thì đẹp. Thông báo là zombie đã hồi sinh rồi sao ấy? Chưa hồi sinh là như thế nào đây? Bây giờ mới hồi sinh. Thành niên nham hiểm quá. Nham hiểm này. Đúng rồi, săn nó đi anh em. Úi giời ơi, chém tuyệt rồi. Tí nữa thì lại được thêm một pha cận chiến nữa. Nhưng mà rất tiếc là không thành công rồi. Phải nói là cái con Dragon Slayer này cận chiến rất thích luôn anh em. Bộ đôi Gatling Gun Dragon này, Dragon Slayer phải nói là bộ đôi hủy diệt zombie. Rồi. Chỉ cần có một đồng đội cô tốt thôi là zombie sẽ bị hủy diệt ngay tức. Lấp láp à? Lấp làm cái gì? Rồi. Úi trời ơi, lừa chém luôn một phát zombie nữa rồi. Tuyệt vời. Như vậy là lại thêm một tình huống cận chiến zombie nữa. Như vậy hai trận vừa rồi diễn ra khá là nhanh nhỉ. Trước khi làm gì đã hết trận rồi. Mình cận chiến zombie ngay. Bây giờ Tuấn HC đã là dân chơi zombie rồi. Cận chiến zombie rất là nhanh luôn. Á đù, vâng, lại xuất hiện zombie rồi. Ôi trời. Nói chung là chơi cận chiến zombie nó rất là thú vị. Nhưng mà cũng bởi vì cái zombie trong tập kích nó cũng hơi ảo. Thế là khó đấy, không phải dễ dàng gì đâu. Đây rồi. Úi trời ơi. Mình cứ tưởng pha đấy là mình mít chắc rồi. Không ngờ vẫn ăn được cận chiến nữa. Quá tuyệt vời anh em ạ. Tuyệt vời quá. Vâng, tuyệt vời. Như vậy là đã kết thúc. Như vậy là ít nhất là 5 trận mình test cái khẩu Dragon Slayer. À quên. Nhầm. Cận chiến nhiều quá lẫn. Thôi thì anh em nhớ like và share để ủng hộ mình làm video tiếp theo nhé. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.